Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với Beautiful Car. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 thì chúng tôi sẽ có thêm một chuyên mục mới, đó là chuyên mục mua bán định giá các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Ngoài việc trao đổi đánh giá các dòng xe ô tô mới trên thị trường thì chúng tôi có thêm một cơ sở chuyên kinh doanh mua bán các dòng xe cũ đã qua sử dụng, được đặt tại địa chỉ 89 Trần Thái Tông, Hà Nội. Đó chính là showroom Việt Nhật Ô Tô. Trong chuyên mục của các dòng xe cũ đã qua sử dụng thì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những cái dòng xe mới nhất đã về cửa hàng, và tiêu chí kinh doanh của chúng tôi luôn được đặt lên hàng đầu với những tiêu chí chính. Thứ nhất, không làm các dòng xe đâm đụng, không làm các dòng xe ngập nước, không có xe va chạm, không có xe tranh chấp về pháp lý. Nếu quý vị có bất kỳ một dòng xe nào cần bán, cần mua thì xin vui lòng comment xuống phía dưới của bất kỳ video nào của Beautiful Car, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc ngay lập tức. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị các bạn một trong những siêu phẩm của nhà Toyota, đó chính là Toyota Camry. Với cái form dáng này thì đây chính là chiếc Toyota Camry 2.0 2018, được lắp ráp trong nước, và đây cũng là cái coi như có thể coi là dòng xe cuối cùng của Camry lắp ráp trong nước mà được sản xuất và phân phối chính hãng của Toyota Việt Nam. Kể từ 2019 thì cái form mẫu này sẽ bị bỏ đi và thay thế bằng một chiếc xe Toyota Camry nhập Thái Lan. Hiện tại những chiếc xe này trên thị trường thì có thể nói nó đã thuộc hàng khan hiếm rồi. Và thực tế ra khi chúng ta sử dụng thì chất lượng của cái dòng xe này so với cái dòng xe Camry Thái Lan nó có thể nói là 1 9 1 10. Chiếc xe đang đứng cạnh tôi là chiếc Camry 2.0 phiên bản lắp ráp trong nước, sản xuất và đăng ký lần đầu 2018, mang biển số thành phố, mới chỉ di chuyển có 2,1 vạn km thôi và nguyên lịch sử bảo dưỡng hãng. Chiếc xe này thì hiện tại Việt Nhật Auto đang chào bán mức giá là 855 triệu có thương lượng. Nếu quý anh chị các bạn cân đối về mức giá của xe cũ và xe Camry nhập mới thì có thể liên hệ với số hotline của các bạn sale Toyota mới. Họ sẽ báo giá cho các bạn giá chính xác nhất của dòng xe mới để các bạn có thêm cơ sở cân đối giữa việc lấy một chiếc xe cũ này để tiết kiệm chi phí khoảng 400-500 triệu hay mình sẽ lấy một chiếc xe mới tinh để phục vụ cho nhu cầu gia đình. Bây giờ thì cùng trở lại với chiếc Toyota Camry 2018 này. Ở thời điểm 2018 thì Camry 2.0 cũng đã được trang bị rất nhiều những cái option mà cho đến bây giờ thì nó vẫn là được áp dụng trên Camry 2021. Đầu tiên có thể kể đến, đây chính là cái bộ đèn bi LED với hai bóng bi dành cho chiếu xa và chiếu gần. Đèn LED ban ngày cũng được trang bị rất đầy đủ. Ngoài ra thì xi nhan đã được bổ sung và đẩy lùi xuống phía dưới như thế này. Nằm dưới cái nắp máy này thì chúng ta sẽ có một cái khối động cơ 2.0 lít với cái công nghệ phun xăng điện tử D4S, nó tăng tốc rất là tốt và đó là điều mà vượt trội hơn so với Camry 2021. Đi cùng với cái hộp số này thì động cơ này thì mình sẽ có một cái hộp số 6 cấp dẫn động cầu trước, và phải nói là Camry thì từ xưa đến nay vẫn là một chiếc xe phải nói được đánh giá là rất lành, cách âm tốt, êm ái, rộng rãi. Rộng rãi thì rõ ràng rồi, một chiếc xe sedan hạng D mà cực kỳ rộng. Còn êm ái thì Camry nó khác biệt hoàn toàn so với những cái xe khác trên thị trường, đó là bốn cái bánh này của nó sử dụng cái hệ thống treo phía trước độc lập và phía sau cũng độc lập. Nó giúp chúng ta luôn luôn có một cái cảm giác rất là êm ái khi mình sử dụng cái mẫu xe này. Mời quý anh chị các bạn chúng ta cùng di chuyển sang bên hông. Ở phần bên hông của chiếc Camry này thì mình sẽ có một bộ mâm được đúc sẵn rồi. Dĩ nhiên đến thời điểm này mà Camry vẫn sử dụng cái la răng cũ thì sẽ rất là phiền phức đúng không? Bộ lốp này thì hiện tại là được lắp ráp vào tuần thứ 9 của năm 2018. Chiếc xe này được đăng ký đầu năm mà, rất là mới, và toàn bộ dàn lốp theo xe nhá, thậm chí ta lông các thứ vẫn còn nguyên luôn. Gương chiếu hậu chỉnh điện, cụp điện tích hợp xi nhan trên gương. Tay nắm cửa mạ chrome và có cảm ứng mở cửa thông minh. Mời quý vị anh chị chúng ta di chuyển một chút về phía đuôi xe. Ở phần đuôi xe này thì mình sẽ có một cái thiết kế phải nói là rất cổ điển, nó khác khá nhiều so với cái thiết kế của chiếc Camry 2021 ở thời điểm hiện tại. Cốp xe của Camry thì có thể nói là rất rộng, mênh mông luôn. Và dưới cùng như thường lệ thì chúng ta sẽ có kích lốp dự phòng và dụng cụ sửa chữa. Quý vị có thể thấy là lốp dự phòng của chiếc xe này còn chưa bao giờ được chủ sử dụng đến luôn. Mới chạy có 2 vạn mốt thì là quá ít. Và đặc biệt là đầy đủ tất cả lịch sử bảo dưỡng hãng nhé. Quý vị có thể check chiếc xe này bất kỳ ở đại lý nào trên toàn quốc thì đều ra lịch sử bảo dưỡng sửa chữa của chiếc xe này luôn. Một chiếc xe phải nói là cực kỳ chuẩn chỉ. Bây giờ mời quý anh chị bạn chúng ta hãy cùng vào trong khoang nội thất để khám phá nội thất của chiếc Toyota Camry 2.0 cũng như là tiện nghi của chiếc xe này nó có những gì đặc biệt.
Camry 2.0 thì có một cái khoang nội thất rất là rộng rãi và sử dụng cái tông màu là tông màu kem sáng. Nó cho cảm giác rất là rộng, rất là sang xe. Hàng ghế thứ hai của chiếc Camry thì có thể nói là không có gì để chê trách cả. Mình sẽ có một cái tư thế ngồi rất thoải mái này. Ghế thì êm, khoảng để chân, khoảng đầu gối rất là thích. Ngoài ra thì Camry còn trang bị sẵn cho mình thêm mấy kệ thì tay này. Bọc da rất đẹp. Khay để cốc, điều hòa tự động với hai vùng độc lập. Quan trọng nhất là Camry thì nó rất là êm ái khi mình ngồi tại cái hàng ghế thứ hai này. Nhiều khi trên những chiếc Camry 2.5 thì người ta nói là sinh ra là chỉ để dành cho ngồi phía sau thôi. Còn mua xe Camry 2.5 thì quý vị đừng nên lái, sẽ bỏ qua những cái thứ tiện nghi thích nhất. Rồi ok, bây giờ thì mình lên khoang lái chính để xem nó có những gì đặc biệt nhé. Chiếc Camry này thì sẽ sử dụng cái chìa khóa thông minh. Và đề nổ thì mình chỉ việc đạp phanh và nhấn giữ nút đề. Vô lăng cũng rất là thích, mới 2.1 vạn nên là nó không khác gì xe mới cả. Mình sẽ có vô lăng bọc da này, 3 chấu, 4 chấu, kết hợp rất nhiều các nút bấm. Phía sau này chính là màn hình, kết hợp cái tông màu xanh dương cùng với đen, khá là sang. Các tiện nghi khác trên mẫu Toyota Camry này thì mình có thể kể đến, ví dụ như là gương chống chói này, màn hình DVD đã được chủ xe trang bị rồi, camera lùi, chìa khóa thông minh, hộp số tự động 6 cấp, toàn bộ khu vực này thì được ốp gỗ hết. Để nói về điểm yếu của chiếc Toyota Camry này thì có lẽ là sẽ nằm ở cái hệ thống phanh tay điện tử, là xe chưa được trang bị, cùng với đó cửa sổ trời thì cũng đang khuyết thiếu. Nhưng không sao cả, đó chỉ là những cái trang bị nó có phần gì đó nó mang cái tính tùy biến thêm thôi. Hiện tại thì chiếc Toyota Camry này Việt Nhật bên chúng tôi đang chào bán mức giá là 855 triệu đồng có thương lượng, và sẽ hỗ trợ trả góp cho quý anh chị các bạn lên đến 70% giá trị xe. Mọi thông tin chi tiết về mẫu xe này thì xin vui lòng ghé qua fanpage hoặc là kênh YouTube, liên hệ hotline để được hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý anh chị các bạn và đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh cũng như là cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về cửa hàng. Xin cảm ơn quý anh chị các bạn và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.